người dân địa phương ở đây. Rồi bà con luôn. Bà con luôn hả? Là bà con ruột. Là bà con ruột của cái gia đình gia mà. Đình luôn. Ông già tôi với ông già nó con ruột. Dạ, rồi như cái sự vụ mà gây ra những cái án mạng như vậy thì bà con rất là buồn, cũng như là chia sẻ trước thì chia sẻ đến gia đình, sau thì cũng muốn biết một chút thông tin lý do làm sao vậy đó chú, có thể là chú biết chia sẻ được phần nào không chú? Cái này thì nó đúng ra thì mình cũng chưa có thực tế là như nó khai cái lời khai thì mình không biết, chỉ cái này chỉ đoán thôi mà. Dạ. Là trong khi là nghe nó nãy nghe nói là hỏi công an tỉnh là đi ý hỏi chết ngày nào đặng mình lấy ngày đặng mình lấy có khó. Dạ. Thì coi như là nó là ba người là không có cùng chết một lượt khác. Dạ. Vợ hết trơn. Dạ. Con vợ nó là lúc nó giết chắc sáng. Dạ. Sáng ngày 26 á. Dạ. Thì cái đó là phần đó là chắc ăn là đi công an tỉnh người ta nói mà. Dạ. Còn như vậy á, là vợ ổng á thì nó giết khoảng có 4 giờ chiều. Là bà và vợ đó hả? Bà và vợ. Là 4 giờ chiều cũng ngày đó luôn hả? Cũng ngày đó, chung ngày luôn, ba người chết chung ngày mà nhưng có một cái là nó khác giờ. Ủa mà lý do gì mà ở chung một nhà như vậy mà giết từ người như vậy bây ta? Bây giờ là để nói nghe bị gì á là trước khi nó giết vợ nó rồi là coi như bà không biết nữa, bà và chồng bà và vợ không biết. Ủa ở chung nhà mà sao không biết chú? Biết đâu thì bởi vì cái chuyện đó thì cái đó mình không rành mà nhưng có một cái là bà cái lúc cái thằng anh vợ của nó vô nhà với chị dâu. Dạ. Vô nhà trong đó nấu chè cho ông ăn. Dạ. Nấu chè cho ông bà ăn luôn. Dạ. Như vậy thì ổng rồi là nó mới con chị dâu nó mới vô là ý nó hỏi thăm con Khương là con vợ nó là coi như vô hỏi thăm. Dạ. Nó mới nói là vợ nó đau bụng bệnh là không có vô được, nó ói mửa nó mới nằm được á, không cho vô. À vậy chú cho con ngắt lời một cái, có nghĩa là giết vợ rồi đóng ở trong phòng khóa lại luôn. Nó khóa nó không cho vô. Là ai hỏi nó cũng không cho vô hết. Thì chỉ là có chị dâu nó mới nói hỏi gì thôi, chị dâu tính vô nó là chị đừng vô nó mới nó mệt, cũng như vợ nó gần sanh rồi. Dạ. Mà bà và vợ cũng nghe lời luôn. Dạ. Nói gì chứ nó không cho vô. Rồi khoảng có 4 giờ. Khoảng có 4 giờ cái là bà và vợ nó với nó ra. Yeah. Gặp cái người mình xúc ốc với dưới sông. Dạ. Yeah. Xúc con hai mảnh nó để cho cô ăn. Dạ. Yeah. Bà mới nói là xúc kế nhà, thằng kế nhà. Bà là con hai mảnh này là người ta xúc bác không có cho. Mà nhưng là con cháu ở đây thì bác cho chứ nó lội mà lỡ bực cái bác hết trơn. Dạ. Yeah. Nói với nó khoảng lòng vòng không chưa được 10 phút nữa. Thì như vậy thì bà la thôi để bác đi vuông. Dạ. Yeah. Đó. Vô đi vuông thì bả đi vuông thì nó theo, nó xử bả ngoài vuông đó. Đây. Thì đó. À là có nghĩa bả nói bả đi vô đi vuông rồi nó đi theo luôn. Nó đi theo luôn. Là nó xử bả ngoài vuông. Xử bả là xử hai người đó rồi nó mới vô mới đấu ổng. Rồi như vậy là ổng mới đi đâu đằng kia về. Dạ. Rồi vô nhà nó chuẩn bị nó phá cửa hết trơn rồi. Ổng. Dạ. vô phòng thì nó đâu nó phá cửa rồi nó vô nó quánh ổng rồi nó la ai nghe. Là ổng. Dạ. Chết đúng rồi, ổng chết là lúc 5 giờ rưỡi đó, ngày 26 đó. 5 giờ rưỡi. Ngày 26. Là có nghĩa ba người là nó giết chung một ngày nhưng vợ thì giác sáng, còn ông và vợ, bà vợ thì giác chiều. Giác chiều. Một người bà và vợ thì 4 giờ. Nó có 4 giờ 4 mấy. Còn ông và vợ là 5 giờ 5 mấy. Có nghĩa là xử bà và vợ ngoài vuông xong rồi vô là canh ông già vô nhà đóng cửa lại. Thì thành ra như vậy đặng cho nó, chứ còn nếu mà nó không xử cái đó thì nó xử kia một người với ổng thì nó đấu đá với ổng thì bả với vợ hay sao. Yeah. Nó phải xử hai người kia rồi êm rồi gọn rồi nó vô xử ổng sao. Yeah. Là coi như mình nên ổng là ổng vô đóng cửa bít chân bùng hết trơn là nói chuyện không ai nghe, la làng cũng không ai nghe luôn. Dạ. Yeah. Bị nhà của ông cũng quá kín. Nhà đó là kiến đó. Như nhà tôi giờ tôi ở buồn ở đây nói chuyện có nào không nghe. Dạ. Kín con mũi vô không được nữa mà. Đúng rồi, nhà tường kín dữ lắm luôn. Yeah. Như hèn chi như vậy nó mới xử ba người mà không có ai biết được hết trơn rồi luôn. Như vậy rồi nó xử xong rồi trong đó xong rồi nó mới đi qua nhà cặp bên nó ngủ nhậu. Trời thì từ ngày đó luôn cái thằng chủ nhà nó để thằng cặp bên nhà là nhà cặp bên chỗ nấu nãy đó. Dạ. Đã để ý là từ đó tới ngày phát hiện luôn là cái nó tắt đèn vậy mà nó cứ đi tới đi lui hoài vậy đó. Nó cũng như chạy tới chạy lui nó không ở mà nó không vô nó không mở cửa cho nó chạy tới chạy lui. Nó chạy ở ngoài lộ tới lui vậy đó. Vậy nó cũng như nó điện mấy chị em mà ai lại là có thể nó khử nữa đó. Dạ. Cái chủ yếu là nó còn khử hết nhà luôn á, giữ hết chân gia đình ai nó. Có nghĩa ai lại là trong liên quan gia đình đó là nó xử hết. Nó khử nữa đó. Chứ tôi hỏi ông chứ nếu nó không kiểu tính kiểu đó rồi bây giờ nó, thì thời gian giờ nó giết 5-7 bữa thì giờ nó muốn trốn đi rồi giờ ai biết. Dạ. Nó trốn đi tới đâu thôi, bỏ tiền có thể nó đi tới nước ngoài cũng được gì. Dạ. Nó có tiền.
Dạ chú cho con hỏi thêm chú, là con nghe bà con hôm qua nay cũng chia sẻ, người thì nói 3-4 ngày mới phát hiện, người thì nói 7-8 ngày và người nói cả 10 ngày. Ngay chân bữa 26 đó mà mới phát hiện hôm qua đó thì là biết như ngày. 26 bữa nay là mấy rồi ta? Bữa nay là như là ngày 6. Ờ đó, là 10 bữa rồi. 26 bữa nay ngày 6 là có nghĩa hôm qua phát hiện là ngày thứ 9. 9 bữa. Trời đất ơi. Thì ra bây giờ cái thân thể nó là coi như là nó muốn thành phân rồi, nó dồi hết trơn rồi mà. Dạ. Bả thì tóc quá lôi lên rồi nó chợp nước hết trơn rồi. Nó gã dạ. Nó gã rồi. Phân hủy rồi, nó phân hủy rồi mà thì đâu có dính tuần lễ. Dạ. Ở đây thì mình đánh giá là hôm qua là mình không biết mình đó trên tuần lễ mà giờ thì ngay chân rồi đó. Là 9 ngày luôn. Là 9 ngày. Dạ. Ngày thứ 3. Dạ. Bữa đó là hình như thứ 3 vậy ta. Dạ con cũng không có nhớ. Mà con nghe là bà con cũng có chia sẻ ngày hôm qua là nó mới có đi trốn là hồi ngày bữa trước, hôm qua là 2 ngày đúng không? Đúng, trước bữa sau, nó bữa cái bữa mà chưa phát hiện nó cách ngày nó còn ở đây nè. Dạ. Nó còn dài nữa. Là có nghĩa cách một ngày phát hiện là nó vẫn còn ở sớm này luôn? Không, cái ngày cách ngày phát hiện đó, rất chiều nó còn ở sớm. Dạ. Rồi mà nhưng mà nó cũng vẫn là bây giờ điện thoại nó cũng vẫn bắt máy luôn. Dạ. Hôm qua vẫn bắt máy luôn. Hôm qua là ngày bắt nó? Không có bắt. Mà nhưng hôm qua điện thoại nó cũng vẫn bắt máy luôn. Dạ. Nó nói một chút nó về. Dạ. Điện nói một chút nó về rồi cái đầu nó điện với ông trưởng ấp, điện ông trưởng ấp điện với ông và vợ nó lấy cái cầm máy ông và vợ nó rồi. Dạ, ông trưởng ấp điện ông và vợ nó rồi nó đang cầm máy của ông và vợ nó bắt máy luôn. Nó nói ông và vợ nó đi họp với hội gì ở trên Cần Thơ á. Dạ. À, rồi chút xíu nó có chuyện gì ông chút xíu nó về. Dạ. Chạy về. Dạ, là hôm qua đó hen. À, là hôm qua là lúc đó là hì đắng rồi đó. Dạ. Sao cái tôi kêu lưng là ông trưởng ấp đó, mà là lúc đó là mình biết rồi đó hen chú. Biết chết rồi đó. Biết chết rồi mà điện nó vẫn nói vậy luôn hả? Chút xíu thiếu người điện, điện hoài vậy đó mà chút xíu cái đầu điện lại nó. Dạ. Điện lại nó cái có bắt kỳ nó bắt máy, nó lần pha về rồi nhưng mà máy nó bỏ đây. Dạ. Đó, rồi là coi như vậy gì trong khi đó là mấy cái thằng ngoài Cà Mau á, mấy thằng mà cũng thường chứ có gặp nó đó, có chụp hình người ấy người ta đưa lên cho công an hết rồi. Dạ. Thì công an nó lắm hết trơn rồi. Thành ra nó bắt mau vậy đó. Là cuối cùng là như vậy là trong vòng chiều hôm qua là mình điện mấy cú như vậy là 5 giờ mấy là công an hốt rồi đó, nó hơi hốt có dính. Và bên cơ quan chức năng có chia sẻ với gia đình là hốt nó dính, nó bắt dính nó tại chỗ nào không chú? Tại xã Định Bình. Tại xã Định Bình. Ừ. Là tỉnh Cà Mau mình. Ừ, tỉnh Cà Mau. Mà nhưng nó thì cái quê là cũng ở Giá Rai, mà ở Bạc Liêu. Bạc Liêu. Cách nó cũng gần đó chứ không phải xa. Dạ. Yeah. Mà nhưng nó bị gì á, cái công an tỉnh nó đưa cái nó đưa nhiều người lắm. Yeah. Đưa mấy cái mặt mà có tai tiếng nó vô nhận diện. Dạ. Yeah. Còn nếu mà đưa mình coi nếu ai thì mình nhận diện cái là xong rồi là bắt đầu nó lên rồi. Dạ. Yeah. Lên nó lội rồi. Dạ. Vậy chú cho con hỏi thêm luôn là ngày hôm qua nay nó bị công an bắt như vậy rồi bên gia đình ruột của nó có ai đến ta đám tang này không chú? Đâu có đâu, nó đâu có gia đình đâu có biết đâu. Nó chỉ ở Bạc Liêu thôi chứ nó đâu có chứ không biết gia đình nó luôn. Không ai biết gốc gác nó là hồi đó giờ chỉ là mới hôm qua là coi như là công an tỉnh nó mới lấy là chứng minh nó được đó. Nó biết nó gốc gác vậy thôi. Biết nó sinh ngày đó chứ còn bình thường là đâu biết nó ở đâu. Là hiện tại bây giờ là chưa biết nó là nhà nó ở đâu và thì, dòng họ nó giống là Bạc Liêu á, mà không biết nhà ở đâu thì mình cũng không biết. Dạ. Yeah. Ở đâu cũng không biết. Không biết chỉ sao biết mà là trong cái giấy chứng minh đó. Trời đất ơi. Người ở trong nhà là cũng không ai biết. Đâu ai biết. Đâu ai biết đâu. Làm gì biết? Bởi vì nó nói mỗi lần nó nói đầu tiên nó về đây nó vẽ là nó ở bản nước ngọt phường 6 Cà Mau nè. Dạ. Ở bản nước ngọt á, chỗ đường lên bản nước ngọt á. Dạ. Coi như là ở đây là dân đủ xã hội đen ở đây cái chùm mấy gì nó cũng cơ sở đen đó đi lên nó tìm là người ta nói dứt khoát không bao giờ có bị mấy ông chùm mà người ta không biết tên nó nữa mà. Dạ. Rồi thành ra giờ cuối cùng là mới lội ra là hôm qua rồi nó chụp hình ảnh rồi nó chụp giấy chứng minh nó gửi về mình đọc đó. Dạ. Là mới biết là nó tên đó hồi rồi cũng đúng tên luôn Bùi cái gì Bùi Tha đó mà sinh năm 2000 cái chứng minh đó. Dạ. Mà nó quê thì ở mà Bạc Liêu. Yeah. Chứ ngoài ra thì cha mẹ nó ai biết đâu, ai đâu có ai nắm gì vậy đâu. Là hôm qua nay là nó không biết người nhà nó một người nào luôn, từ hồi nó đụng nhỏ này năm mấy luôn cũng chưa biết gì, không biết người nhà mà không có người thân thích vậy chứ có chỉ à, biết mình ở nó thôi. Nó biết là chỉ là nó nói là nó là coi như nó đại ca, nó lính, nó không lính nó mấy chục thằng vậy đó. À nó là đại ca, còn nó quản lý lính đó, của nó mấy chục thằng vậy thôi chứ nó ngoài ra là không biết cha mẹ là cái gì. Ý trời đất của thằng ơi. Và con cũng muốn hỏi thêm chú một vấn đề nữa, khi mà lúc bắt nó đó chú, là nó có chống cự hay là nó có gì không chú? Thì hôm qua đang trực tiếp đó, hình như là nó bắt nó đè nó xuống này thì thấy nó cũng có chống cự đó, mà đè xuống này bị gì bên nó giả dạng một ba mà B2 mà nó giả dạng mà. À. Bắt nó, trực tiếp nó bắt luôn mà chẳng rồi. Chút xíu thì nó gửi về rồi, nó bắt dính nó gửi về luôn rồi. Là khi công an bắt dính rồi là gửi thông tin về cho gia đình. Gửi trong
bên ấy này báo tụi trẻ nó bắt luôn, nó trực tiếp luôn á. Dạ. Dạ dạ đó. Chú hút đi chú. À, dạ thêm nữa là trời, chú có nghe nói là thôi. Ngồi đi, ngồi đi, chồng ngồi đi thì nói chuyện đi để tất cả. Dạ thì nói chung á là tụi con á là cũng muốn hỏi chia sẻ đính chính lại cho nó đúng sự thật thôi. Sự thật mình đứng lên nãy. Dạ chứ mà cái vấn đề này trước là con rất là xin chia buồn với gia đình sâu sắc. Dạ nha. Đó là riêng cái cá nhân của con xin chia buồn với gia đình của chú mà đã mất. Sau thì con cũng là một YouTuber, con muốn chia sẻ đến cho bà con biết thôi. Bởi vì cái này nó hơi chấn động và nó không có giống cái lòng người của mình đối xử với cái lòng người. Thì nói chung quá là quá đau lòng chú. Mình lấy lên cho bà con người ta chia sẻ bớt. Dạ, mình, chứ còn cảnh gì đó. Dạ. Nhưng mà con cũng rất là hãnh diện luật pháp Việt Nam của mình đó chú. Những cái vụ án động trời như vậy mà trong tích tắc là đã bắt được hung thủ là cũng gây cho để cho bà con mình là yên lòng cũng như là vững tin với pháp luật của mình. Con rất là tự hào đó, con cũng cảm ơn các anh chiến sĩ đã không ngại khó khăn đã bắt những cái tội phạm nguy hiểm đến như vậy. Chứ những cái tội phạm này mà mình bắt không được là gây hại cho cộng đồng và bà con mình nhiều lắm chú. Thành ra nói chung á là có những người quay. Dạ. Ở nhà nó không cho chứ còn công an nó cũng có giận nữa. Dạ. Vì cái vụ án này á là qua nó chấn động dữ lắm. Dạ. Mà không biết nó còn tại tranh ra ngoài không, còn nhiều khi giả dạng vô vị rồi sao. Dạ đúng nó, rồi. Nó nói là có người lạ mặt là phải cho công an hay. Dạ. Công áp hay. Dạ. Đặng để coi người ta coi nó hỏi coi thế nào. Dạ. Chứ đúng ra thì nếu mà quay trực tiếp thì quay lên chia sẻ thì có ai nói gì đâu. Dạ. Mà nhưng mình cũng còn sợ nữa đủ, mình đã nói nó chết rồi mà nó còn đồng bọn nó thì bây giờ nó vô nó làm thêm nữa ai biết. Dạ. Mẹ nó giả dạng cũng như mình làm sao mình trở tay không có kịp. Trở tay đâu có kịp. Dạ. Nói chuyện đó chỉ bắt nó thôi chứ đâu có bắt đồng bọn nó được không. Dạ đúng rồi. Dưới lại nhưng có mình nên nói thì mình đóng cỡ và biết đâu có đồng bọn không, mình cũng đâu chưa biết được. Dạ đúng rồi, nói chung thì mình cũng mới bắt nó chưa khai thác được cụ thể. Biết mà tại nó mình biết nó giết mấy người vô giết cũng không, nó biết không đồng bọn nó vô rồi nó giết là mình cũng không có biết gì đâu. Dạ đúng là quá kinh khủng và hải hùng chấn động thiệt. Trong cái lương tâm của con là nghi ngày hôm qua con nghe thông tin một cái rồi chú thấy giò cẳng con nó bủng rủng luôn á chú. Là con chạy đến là con thấy là trời ơi như cái cảnh hôm qua đó là chú cũng hiểu rồi. Không có thể nào mà ngờ nổi luôn. Thì có hồi nãy con có quay chia sẻ ở tại lễ tang thì có mấy chú là không có đồng ý cho quay. Thì có những chú là cũng bà con với cái chú mất luôn thì nói quay chia sẻ cho bà con sau thì chia sẻ vậy cho bà con người ta biết thôi, đừng có thêm bớt. Nếu thêm bớt thì tụi con phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thì sau đó con cũng có hỏi là cái anh con trai của cái chú là cho xin quay chia sẻ cho bà con xem những cái vụ án như vậy cho quá chấn động. Thì cái anh chủ nhà là con của chú mất đó nha, ảnh cũng đồng ý, ảnh cho quay, ảnh có dặn là nếu chia sẻ sai sự thật thì ảnh sẽ xử lý, thì lúc đó đừng có buồn ảnh. Thì ảnh cũng vẫn cho quay nhưng mà phải quay cho đúng sự thật. Thì đây là con á, thì trước là con hỏi bà con lân cận như là dòng họ ruột thịt của cái chú mất thì con mới dám ghi hình và con chia sẻ thôi chứ con không có dám thêm bớt. Dạ con rất cảm ơn chú chia sẻ những cái thông tin vừa rồi, con cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ dạ thôi dạ thì thôi cả nhà ơi và dạ, cô chú anh chị ơi thì cái clip này chú chia sẻ rất là hay cũng như về cái vụ án mà ghể sát hại cha mẹ vợ và vợ. Thì trước thì cảm ơn chú, sau thì cũng gửi clip cho cô chú anh chị và cũng như cả nhà trong nước và ngoài nước xem.